Cái răng, cái tóc là góc con người, hơn 3 triệu view. Vậy hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người một số tips để cho cái góc con người của chúng ta trở nên hoàn hảo hơn nhé. Vậy, từ một đứa đầu hói như thế này, mình đã làm thế nào để có vẻ ngoài như hiện tại? Là một con đỗ nghèo khỉ nên mình không dùng bất cứ một thực phẩm chức năng kích thích mọc tóc nào cả. Sau đây là một số tips hàng ngày mà mình sử dụng. Cá nhân mình thấy thì một năm chỉ nên làm tóc tối đa là 2 lần. Tại sao lại như vậy? Vì trước đây mình đã từng 3 tháng liền, mỗi tháng mình làm một kiểu tóc và màu tóc khác nhau và tóc mình đã bị hư tổn cực kỳ nặng. Mình đã gần như là thói vậy. Cái phần mái này của mình không có một chút tóc nào cả và tóc mình nó rất là sơ. Vì vậy mái tóc xoăn hiện tại mà mọi người đang thấy là xoăn giả. Tip số 2 đó là trước khi gội đầu mọi người hãy dùng nước chải đến thân tóc. Còn lại cái phần đuôi tóc bị rối này thì mình đừng có giật nó ra, mình sẽ làm gãy tóc mà mình hãy dùng dầu xả. Mình sẽ làm ướt phần thân tóc. Sau khi làm ướt chân tóc xong thì chúng ta sẽ dùng dầu xả và xoa đều vào phần thân tóc. Việc này sẽ giúp gỡ rối phần chân tóc. Sau đó thì gội đầu như bình thường. Rồi xả sạch tóc. Cuối cùng, thói quen lúc gội đầu của mình luôn luôn phải đủ 3 bước, đó là xả, gội và ủ. Sản phẩm mình sử dụng là kem ủ tóc Latus Season. Đây là một sản phẩm nội địa chung. Thường thì chúng ta có thể dùng như 2 cách, đó là dùng như xả tóc và nếu có thời gian thì mình sẽ ủ thêm độ 10 phút. Và mọi người nhớ là chỉ bôi từ thân tóc xuống thôi nha. Sau khi dùng hết một gói thì mình cảm thấy tóc bớt khô, dày hơn và cải thiện đáng kể tình trạng hói đầu của mình. Nên mình đã mua thêm một gói nữa để dùng đây nè. Time to biến hình. Ta-da. Vậy là xong, chỉ với 3 tips nhỏ mà có võ mình đã có một mái tóc đẹp như hiện tại so với cái đầu hói của mình ngày xưa. Và như mọi người thấy, một mái tóc đẹp có thể khiến cho khuôn mặt của mình đẹp lên rất nhiều. Vậy mọi người đã thấy tầm quan trọng của việc có một mái tóc khỏe chưa?